kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Lò lửa Trung Đông rực cháy, Israel, Hezbollah bên bờ vực chiến tranh thủ lực. Thủ lĩnh Hezbollah cảnh báo Israel đã vượt qua làn danh đỏ. Israel oanh tạc 100 giàn phóng, phá hủy 1.000 ống phóng rocket của Hezbollah. Lò lửa Trung Đông rực cháy, Israel, Hezbollah bên bờ vực chiến tranh thổ lực. Lò lửa Trung Đông đã bùng cháy hơn bao giờ hết kể từ khi lực lượng Hezbollah tại Liban hứng phải vụ nổ hàng loạt các thiết bị chết người trong ngày thứ hai liên tiếp. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, tuyên bố khởi đầu giai đoạn mới của chiến sự. Những bộ đàm cầm tay được lực lượng Hezbollah sử dụng đã phát nổ khắp miền nam Liban vào chiều ngày 18 tháng 9 theo giờ địa phương. Bộ Y tế Liban thông báo vụ nổ khiến 20 người thiệt mạng, 450 người bị thương ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut và thung lũng Beka. Đây là ngày chết chóc nhất ở Liban kể từ khi giao tranh xuyên biên giới giữa Liban và Israel nổ ra giữa Hezbollah và Israel cách đây gần một năm. Vụ nổ hàng loạt bộ đàm nói trên xảy ra sau vụ nổ một loạt các máy nhắn tin của thành viên Hezbollah vào ngày 17 tháng 9, khiến ít nhất 12 người chết, gần 3.000 người bị thương, trong đó có đại sứ Iran tại Beirut. Đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố Tehran bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp trả vụ tấn công. Israel hiện chưa có phản ứng về hai vụ nổ nói trên, trong khi hãng Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho rằng cơ quan tình báo Mossad của Israel đứng phía sau. Theo trang tin Al-Monitor có trụ sở tại Mỹ, dẫn các nguồn tin tình báo trong khu vực, Israel vốn dự định kích nổ các máy nhắn tin ở Liban nhằm gây tổn thất cho Hezbollah trước khi tiến hành một cuộc tấn công lớn. Tuy nhiên, Israel buộc phải ra tay sớm hơn vào ngày 17 tháng 9 do lo ngại khả năng bị Hezbollah phát hiện. Ba quan chức giấu tên đưa ra giả thuyết tương tự về hành động của Israel. Theo đó, Israel buộc phải ra tay nếu không muốn kế hoạch bị phá sản. Ngoài ra, Reuters dẫn một nguồn tin an ninh từ Liban cho rằng tổng cộng 5.000 máy nhắn tin do Hezbollah đặt mua đã đến nước này trong những tháng gần đây, có thể đã bị Mossad can thiệp tại một số thời điểm trong chuỗi cung ứng. Mossad đưa vào bên trong thiết bị một phiến nhỏ chứa các vật liệu nổ và rất khó để phát hiện bằng bất kỳ phương tiện nào. Một phóng viên Reuters tại vùng phía nam thủ đô Beirut của Liban cho hay, ông đã nhìn thấy các thành viên của Hezbollah vội vã tháo pin ra khỏi bất kỳ bộ đàm nào chưa nổ. Những chiếc bộ đàm này đã được Hezbollah mua cách đây 5 tháng, cùng thời điểm mua máy nhắn tin. Hezbollah và các đồng minh đã cáo buộc Israel đứng sau vụ nổ máy nhắn tin vào bộ đàm, đồng thời thề sẽ trả đũa. Hai vụ nổ đã đưa Israel và Hezbollah đến bờ vực một cuộc chiến tổng lực. Hezbollah ngày 18 tháng 9 tuyên bố tấn công vào các vị trí pháo binh của Israel bằng rocket, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên của Hezbollah vào Israel kể từ vụ nổ máy nhắn tin. Trong khi đó, lực lượng Israel tuyên bố máy bay chiến đấu của họ đã tấn công những tòa nhà được Hezbollah sử dụng ở một số khu vực thuộc miền nam Liban trong đêm 18 tháng 9 và rạng sáng 19 tháng 9. Phát biểu với các binh sĩ ngày 18 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, tuyên bố khởi đầu giai đoạn mới của chiến sự với việc tập trung vào mặt trận phía Bắc. Ông nhấn mạnh Israel đang chuyển binh sĩ và nguồn lực tới khu vực biên giới với Liban. Tổng tham mưu trưởng của lực lượng quân đội Israel cũng cho hay lực lượng này đã lên kế hoạch cho các hành động chống lại Hezbollah và sẵn sàng tấn công. Nhưng hiện chưa rõ liệu chiến dịch này có phải là đòn tấn công đầu tiên trong một cuộc xung đột toàn diện hay là lời cảnh báo của Israel đối với Hezbollah về những tổn thất tiềm tàng của một cuộc đối đầu như vậy hay không. Hezbollah đã bắt đầu phát động các cuộc tấn công vào Israel kể từ tháng 10 năm ngoái để ủng hộ Hamas và tuyên bố sẽ không dừng lại cho đến khi lệnh ngừng bắn tại Gaza được thực hiện. Tại các quốc gia Ả Rập láng giềng, vốn đã trong tình trạng căng thẳng sau nhiều tháng Israel tăng cường các cuộc không kích và phản công dọc biên giới với Liban, các quan chức tình báo an ninh đã bị động trước diễn biến nguy hiểm mới nhất. Trong một đoạn video được ghi lại hôm 18 tháng 9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết sẽ đưa người dân ở miền Bắc trở về nhà một cách an toàn. Các vụ tấn công tên lửa của Hezbollah đã khiến khoảng 60.000 người dân tại Israel phải di rời. Và đầu tuần này, nội các an ninh Israel đã chính thức có việc đưa họ trở về là mục tiêu của cuộc chiến. Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel đã phê duyệt các vị trí tấn công, phòng thủ ở biên giới phía Bắc. Theo các chuyên gia quân sự, bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ và động thái điều động quân đội, các hoạt động chuẩn bị quân sự của Israel dường như chưa đủ để mọi người nói đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Đồng thời lưu ý, Mỹ đang gây nhiều áp lực lên Israel để không gây ra một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực. Tuy nhiên, Washington dường như gặp nhiều hạn chế trong khả năng kiềm chế đồng minh thân cận nhất của mình tại khu vực Trung Đông.
các quan chức Nhà Trắng đã vô cùng phẫn nộ trước vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, ông Ismail Haniyeh của Israel vào cuối tháng 7, thời điểm then chốt cho các cuộc đàm phán ngừng bắn và thả con tin. Vào tháng 4, các quan chức Lầu Năm Góc bày tỏ sự thất vọng vì không được Israel thông báo về cuộc tấn công khiến hai chỉ huy cấp cao của Iran thiệt mạng gần một cơ sở ngoại giao ở thủ đô Damascus của Syria. Đặc phái viên Nhà Trắng được giao nhiệm vụ ngăn chặn chiến tranh giữa Israel và Hezbollah vừa đến hôm Israel hôm 16 tháng 8 để đàm phán với Thủ tướng Netanyahu. Tuy nhiên, mọi nỗ lực dường như vẫn bị tắc. Theo các chuyên gia, cho dù không thừa nhận hoặc chưa từng thừa nhận đứng sau các vụ tấn công, giờ đây chính phủ Israel sẽ phải đối mặt với áp lực trong nước ngày càng tăng để tận dụng đà này và tấn công Hezbollah khi lực lượng đang suy yếu. Thủ lĩnh Hezbollah cảnh báo Israel đã vượt qua làn danh đỏ. Sau các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm, thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Hassan Nasrallah đã đổ lỗi cho Israel về các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm gây nhiều thương vong tại Liban, cho rằng vụ tấn công đã vượt qua làn danh đỏ. Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi các vụ nổ xảy ra hôm 17 và 18 tháng 9, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố sẽ không từ bỏ cuộc kháng chiến. Trước và trong thời điểm ông phát biểu, Israel đã tiến hành không kích vào nhiều địa điểm tại miền nam Liban. Ngày càng nhiều lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực bất chấp lời kêu gọi kiềm chế của cộng đồng quốc tế. Theo Bộ Y tế Liban, các vụ nổ thiết bị điện tử Hezbollah sử dụng khiến 37 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương, trong đó không chỉ có các thành viên của Hezbollah mà còn có nhiều dân thường. Quân đội Liban ngày 19 tháng 9 cho biết đã phá hủy các máy nhắn tin và thiết bị viễn thông đáng ngờ trong các vụ nổ có kiểm soát ở nhiều khu vực khác nhau. Cơ quan hàng không dân dụng Liban cùng ngày thông báo cấm máy nhắn tin và bộ đàm trên các chuyến bay từ sân bay Beirut. Những thiết bị này cũng bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Phản ứng trước các diễn biến mới nhất tại khu vực Trung Đông, phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án các cuộc tấn công và cảnh báo về sự leo thang nghiêm trọng tình hình tại khu vực Liban. Ông đồng thời cho biết muốn tận dụng tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này để hạ nhiệt căng thẳng khu vực. Bộ Ngoại giao Nga mô tả các vụ nổ là hành động chiến tranh hỗn hợp có chủ đích và kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra toàn diện. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm với các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu của Liban, cũng như có cuộc gọi riêng với Thủ tướng Israel nhằm kêu gọi các bên kiềm chế. Israel oanh tạc 100 giàn phóng, phá hủy 1.000 ống phóng rocket của Hezbollah. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Israel đã thực hiện một trong những đợt oanh tạc dữ dội nhất vào Liban, ngay sau khi thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố đáp trả những vụ kích nổ thiết bị. Quân đội Israel thông báo các chiến đấu cơ đã tấn công hơn 100 giàn phóng rocket với khoảng 1.000 ống phóng của Hezbollah tại miền nam Liban. Vào ngày 19 tháng 9, những vũ khí được cho là đang chuẩn bị tấn công Israel. Nhiều tòa nhà và một kho vũ khí của Hezbollah bị oanh tạc tại nhiều khu vực tại miền nam Liban. Cuộc tấn công bắt đầu từ chiều 19 tháng 9 và chia làm nhiều đợt. Quân đội Israel tuyên bố tiếp tục phá hủy và làm suy yếu năng lực và cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah, tổ chức bị Tel Aviv coi là khủng bố. Các nguồn tin an ninh của Liban nói với tờ Times of Israel rằng đây là một trong những đợt oanh tạc dữ dội nhất kể từ khi Hezbollah bắt đầu tấn công sang biên giới miền bắc Israel vào tháng 10 năm ngoái, song song với thời gian diễn ra xung đột Hamas-Israel.